Chào các bạn, các anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết xe mà vào số không được và trả số không được các bạn nè. Xe nè, sao vào số cũng không ăn mà trả số cũng không ăn ha. Hiện thường xe nó bị vậy thì nó cũng có vài trường hợp, nhưng mà cái trường hợp này mình mắc bệnh là nó bị gãy cái lò xo móc số ha. Lò xo móc số thì nó sẽ nằm bên cái lốc nồi, thì lốc nồi mình cũng có rã ra sẵn rồi trơn để mình quay cho nó lẹ, và mình sẽ quay kia ha. Ở đây là bên bộ phận của cái nồi, thì cái lò xo nó móc số nó sẽ nằm trong đây, nằm của cái cửa cái càng này nè. Đó, cái càng này nó bị gãy lò xo rồi, cái nó tuột xuống rồi, thấy không? Thì nếu khi bị gãy cái lò xo này thì khi mình vô số móc số thì nó không có gịch được cái càng này lên, cho nên mình không có móc số được mà không trả số được. Còn như cái thằng này thì nó bị kẹt ở dưới luôn rồi nè. Thì để mình thay cái lò xo mới nè, lò xo nó kiểu bao nhiêu đây thôi, để mình thay lò xo mới mình sẽ nhả cái này ra để cho nó bung cái càng lên. Rồi mình sửa thì cái càng nó cũng bung lên thì mình sẽ gấp cái lò xo ra. Đó là lò xo nè các bạn thấy không, lò xo nó gãy nó nằm đây thấy không. Giờ mình lấy ra, làm mình vừa quay vừa làm một tay nên nó hơi khó. Đó là sao mình kịch nó được luôn nè. Rồi giờ mình sẽ móc cái lò xo mới vô. Móc đây trước đi. Rồi khi mình vô thì chắc cú là cái lò xo này nó nằm ngay ngắn hết, nó để không ngay ngắn là nó sẽ bị giục ha. Rồi giờ mình sẽ qua mình sẽ vô số thử coi nó dễ không ha. Đó đây. À, vô số được rồi ha, trả số nè. Đó nè, các bạn khi mình trả số thì các bạn nghe cái rắc nè. Thấy không? Nghe cái rắc có nghĩa là số nó có kéo thì nó trả lại. Còn nếu mà các bạn nó khi mà mình vô không được là nó không nghe cái rắc ha nè. Đó ha. Rồi thì video của mình đến đây kết thúc ha. Nếu xe các bạn mà gặp tình trạng như vậy thì các bạn cũng biết cách xử lý. Thì các bạn xử lý chỉ các bạn đem ra tiệm thôi chứ ở nhà các bạn làm được. Thì video chủ yếu là chia sẻ cho các anh em mới vào nghề, và các anh em không phải thợ thì coi để tham khảo thêm. Thôi rồi mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.